Vì này chào mấy bác nha, em có một bác đặt bên em đã đủ tiền luôn ba con. Thì đây là một con G3C này. Đấy. Ốc cân 28 nha. Đây là một con G3C. Là một. Đến đây là một con T170 là con thứ hai. Và một con nữa là con Echo SRM303. Thì ba con này đã đủ tiền. Thì giờ em sẽ test lên cho bác nghe tiếng máy của nó. Ba em nha. Rồi, ok. Test lên để bác nghe tiếng máy. Ba em. Ba con này đã đủ tiền hết rồi. Đây là một con nha. Rồi, một em. Em là con T170. Đây là con G3C. Con này nổ từng tiếng. Cho nó dính một ít nước kìa, nên vật nãy là nó hơi khó khởi động ấy. Xong ba con nghe bác nha. Rồi,
ba con này bác đủ tiền thì bên em nhiệm vụ sẽ gửi đi cho bác, thì coi như nó xong. Ba em cần cái còn rất là đẹp nha, rin hết á, đất đẹp luôn. Ok bác.